Hello, xin chào ông bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Trước Bắt Chuột nha. Chào mấy anh em. Chào mấy nha. Thì vô trong cái hầm của hai lúa chợt bụi bông súng gì chổng gậy trồng cả nhà. Ở trên đây ước mình có công. Sâu không á? Cạn béo không ơi. Hầm này cạn. Để hầm nó không phải nước, hầm nó đang ốc rồi. Cạn bụi nó bự. Bự lắm bự, nặng lắm nặng cho đâu ấy đó trời. Từ từ cái đó. Nhiều chứ. Cứng lắm. Phép chưa? Nó có phủ luôn rồi. Có phủ. Con thổi cả nhà. Quá trời ông xuống. Hôm nay có hai bụi vậy nè. Cái hầm này hay lúa nó ốc hay vậy? Mưa tới anh em ơi. Nãy giờ điếp được nhiêu bụi rồi Dương Ba? Chục bụi chưa? Trên. Chục bụi thì ông tính đi hai thước, bụi ba thước ông tính đi. Mình tới 100 mấy chục thước á. Cái hầm đó đó. 120 mấy 30 thước mét vậy đó. Có bây giờ mình trồng. Trồng gì trồng cái luôn cái mọc luôn. Trồng luôn cái mọc luôn quên. Nhỏ của mình trồng thêm chứ. Không được. Tới đó cá nó bự rồi, nó mày trồng là không được. Mà trồng rồi cá nó ăn hết. Cái nào rút chơi luôn cái nấy anh bạn. Để hồi bưng nguyên bụi sao bưng nổi. Vẻ. Trời ơi về bữa. Nó về bữa này cái này tại có bông có bà giờ muốn chứ không có bà giờ muốn hả? Họ nó bịt thù hết trơn luôn á. Có giờ muốn không có giờ muốn bịt thù hết trơn luôn á. Hết biết dễ ghê trời. Tại vì không có cá nè, không có tha cá nè. Tùng chứ thanh nữa bụi nữa, ấy nữa được rồi đó. Đâu giờ đâu phải một trong bụi bự gì mình test nó nhỏ không à. Nhiều lắm đó chứ. Hôm hết á. Đang kéo đây luôn đi. Chỗ nó cũng chuông rồi. Mấy cái bụi này nữa mình test cho làm hai cũng được nữa nè. Hai luôn đó. Cái đâu á trồng bự luôn. Nhiều quá nặng chở không nổi đó. Đó cái năm mà mới múc cái hầm này nè cả nhà. Đầu tiên á về anh em cũng đi xin bên bển nó trồng, mới lúc đầu thả cá chưa thả cá thì lên nó cục nổi luôn. Đừng thả cá rồi nhiều quá nó ăn trời vui hết trơn. Được rồi. Chiều lắm rồi đó. Rồi, lên đi. Mấy cái bụi này nè cả nhà, vô chổng mình tét cho làm hai. Tét cho làm hai mình hả chồng. Dễ lắm, dễ ốc cục nổi trời. Nặng, nặng dữ lắm nặng, củ nè, củ buông súng ở phanh đồ ăn nè. Củ ăn đồ ăn, ở phanh đồ ăn thay thế củ năng. Hả ốc phanh? Ăn buông súng thay thế củ năng không phanh? Đây là quay clip bạn có nhà cả nhà. Nãy điện nãy điện hỏi hai lúa vô đây xin bụi bụi súng vô hái đi. Kêu anh vô anh bứt đi. Cảm ơn hai lúa nhiều nha. Nhiều thì được rồi, em đúng. Giác anh dai, giác anh dai. Giác anh dai không anh? Rồi. Đóng trùng ngụm luôn, giờ ốc phanh giác nhiều nhiều mới được cho anh ba à.
ở ngang xe nè. Trời ơi, có chừng gãy trên đó phải ơi. Cái đó thì chẳng mượn cái dao chặt á. Để ngang lên xe rồi về ấy không được. Bó hai bó gì đó, để ngang ngang vậy nè. Nãy quên lấy cái ấy trời. Để ngang lên xe rồi mình để lên ngang lên xe cái lá đó, nó kéo chứ. Xích xích qua đây chút. Ừ. Ừ. Gom lên. Qua trời, lấy cái xe ấy ngon quá trời. Qua đây nè, ông đụng. Lá hay gì. Anh đi được chưa? Thấy lên đi. Mình thấy lên đi. Ông Khoanh giác anh dai đó Khoanh ơi. Chứ Khoanh để lên xe hư xe anh hết trơn hết anh. Tội nghiệp xe anh mày. Xe này của hồi đó của đại ca cho em. Cưng lắm cả nhà ơi. Gom lên mới được, gom ba lá lên rồi Út Thành. Gom bên anh ba coi lên được không Út Thành. Để đại lên trên bô đó anh ba. Khỏi, nó đâu có ấy vô đâu. Ừ. Chạy đi, lá không sao đâu. Lá lửa rồi, chứ hết gì. Vậy đi ha. Đi. Rồi, giác trọng luôn đi. Thôi chạy xe. Mày giác đi, để giác đi bộ đi. Đôi dép mày có không? Không. Nó hiểm mới được. Nó vàng hay gì? Nó vàng máng bên xe dùng qua rồi. Trời ơi trời. Chết luôn. Thôi đi cả nhà đi chóng chồng. Vô tới chỗ cái hầm mình này. Đây, chỗ này nó mức hơi sâu quá cả nhà. Cái bờ bên này nó hơi xề ghê. Đừng gần quá đó. Đừng gần quá. Chia ra. Cái này trồng chia ra đây là đẳng 4 cây được rồi. Cái quẹo nó 4 bụi á vừa. Đạp cứng cứng ngay vừa qua để gió nó phịch nha. Cũng mới hoàn thành hồi sáng vừa xong cả nhà. Nhấn xuống, nhấn lấy đất đè lại. Nhấn xuống ngàn, nhấn cho cứng ngàn. Để lấy đất chùm lên luôn mà. Để gió nay đó. Chốc còn mở cái đây đi, thấy đây kéo từ từ đi. Thấy chứ kéo cho nhẹ. Thấy hết trơn xuống luôn kéo cho nhẹ. Cho khô cái vô sữa này lại. Bên này trong này nữa em cho nó khô. Khô cái mình kêu mới xới vô cả nhà. Chắc trồng bị hai dàn mớp quá. Bên đây dàn mớp đắp xuống, bên đó cũng dàn mớp đắp xuống nữa. Còn ở đây thì mình trồng đây nguyên một dàn mớp ở đây. Cho nữa nó đắp lên cái chòi á cả nhà. Cái chòi nó làm chỗ này. Chòi làm đây. Ủa trồng vậy vậy như chút xíu nhép bọng lên luôn đi. Sẽ ra vô hết nước. Cái trồng cái này nước nó cạn rồi hay nè. Nước cạn rồi hay. Cạn chưa. Bởi vậy bây giờ anh kêu cưng cái này nước trồng nè, cưng nhép bọng ra đi. Nước lớn một cái nó lút lên cho mị như này nè. Trồng nó mau ấy nè, tao trồng bự bự nè. Tao đưa trồng. Bỏ xuống đây luôn đi anh ba, khỏi bưng anh ba. Còn quay lội xuống đây luôn cho tắm rồi luôn đi coi hầm mình sao. Hầm mình sao quá. Đẹp quá. Xích ra dao mãi luôn đi vô ba. Rồi chỗ vượt qua đó cái đi. Ừ. Ừ. Đó nó gần xuống mờ hả bạn không? Không gần. Tại đất dĩa đây còn đóng ở đây trời. Nữa mình xuống đây mình dít lên nữa. Lúc có chân không Khoanh ơi? Ôi, dữ lắm, nó nhiều, mình trồng dư luôn á. Dư không? Dư. Gặn đây đi anh ta. Cái chân này nè. Trong đó đi, nửa cây cầu qua nữa. Nửa mình bắt cây cầu qua đây nè. Đây được ha.
Ừ, trồng đó đi em ta. Đấy, giò nhặn xuống lắm nè. Bụ cái bụi bự không à. Nó dính nặng nữa kìa. Bên này mới mốt xong rồi sáng cả nhà ơi. Bên đây thì mốt hẩm dài khô rồi. Để cho nó khô mình kêu máy xới vô xới lên hết luôn. Sửa lại bên này xới xong rồi cái mình ấy mới bảo bên đây nè. Mình chơi nguyên một cái dàn mớp hoặc là dàn bầu gì đó. Sóc nọc ngoài đó nó cho nó bò ra ngoài giữa sông. Tại vì mình có chiếc xuồng nhỏ đó nữa, mình đưa vô này nè cả nhà. Ba chồng thấy tội quá trời. Thôi thôi cái chỗ này lúc mất tiền hết tới à. Chỗ nào sâu quá rồi. Chỗ này sâu à. Chỗ đó sâu thì kiếm chỗ cạn cạn. Được không anh ba? Đừng tước mất không á. Đầy công mình dư rồi đó. Thế vậy có những từng lấy là trời cây chó đốt anh trọng lúc nó mất tiêu rồi, chìm đâu dưới tiêu luôn rồi. Phải có lú lú anh vậy nè. Trời ơi, mình trồng sớm á, trước khi mình trồng con súng mình trồng sớm trước khi thả cá. Để rồi mình thả vô cái cá nó quất hết trơn hả? Lặn. Lúc mất tiêu rồi. Lặn. Trời giáo cho nó hơi xùi cho đó. Đất này tại này nó lung quá cả nhà. Nó lung á, dài múc á nó không có được cao. Mày sao chọc? Cứng mà được cái nổi lên nè. Nó lùn quá. Nó hầm còn giới một giới chưa? Nó lùn quá, bởi vậy múc cái nó không có cái bờ nó không có được cao quá. Để múc cao quá sợ sợ nó sạc, nó xề ngặt nghèo. Có sâu đó không sao? Có hai thước à. Ở trồng thưa thưa đi cho đủ đi đây rồi nếu mà nó dư thì mình trồng lại mình xen lại cũng được, cái trồng hồi giờ thiếu rồi mất công đi nhổ nữa nha, tính già cho non đó. Bây giờ trồng cho nó thưa thưa giãn giãn chút đi, có gì dư mình nhét lại. Anh ba anh trồng trong bờ luôn đi trời lặn. Đừng có trồng trong bờ nha, trồng giữa đất đó. Trồng giữa xong mới được, bây giờ anh chồng tới anh cứ lợi anh kéo nó đi cho Úc Khanh chứ dựng ba chồng. Cắn trồng mé chứ không có vô mé rồi. Đây sao vô mé được. Cái trăng gốc nè. Trồng trong bờ với ạt à. Rồi, đây nè, ngay trăng cho tôi cái gốc ngay đang tôi đứng luôn nè. Cái này buông này. Ừ. Thôi. Xong luôn. Lúc hết trơn trời. Thôi này nữa mà bô cộng con súng nó cao nó dài cho mà coi. Hai cộng rồi thành. Hai cộng nấu đủ nọc canh chua. Mất tiêu luôn rồi. Vài bữa nó ấy lên nè, nó dục theo nước. Nước dòng nước lớn thôi đợi đại luôn đi ha, khỏi nhém bọng ha. Dòng cho nó thở cái nước lớn cho nó lúc nước dòng cho thở khỏi nhém bọng không thành. Khỏi nhém bọng luôn ha. Có cái khẩu trang nó bò theo nước, có khẩu trang không chịu tháo dài dẫn hồi về sau đi về cài hơi chơi luôn ok về okay, không ba bông súng nặng lại nữa đắt luôn bởi vậy múc cái hầm sâu hôm nay nó về cho anh Tiến lợi cho đã luôn anh Tiến ơi làm gì hả? Đâu được lúp túp lèo đối tượng dữ lắm đã rồi. Mùa bệnh dịch giờ bằng đất ruộng giờ ở trong đồng vậy nè cả nhà. Sẽ liều ở vậy nè. Có cái mưa bữa lại dọc theo nước theo ấy à.
làm bụi đó nãy, chỗ đó hồi nãy chưa xong kìa. Cả nhà có thương anh em mà cả nhà nhớ vô đăng ký ủng hộ cho anh em một like cả nhà ơi. Làm dùng cái đất lại được. Anh em cũng nói chung thì trong cái mùa dịch này thì màn ăn này nó cũng hơi khó khăn. Thì cũng mướn được công đất này cũng rất là mừng. Thì trước tiên thì cũng thay mặt cảm ơn anh Hùng. Anh Hùng, anh Tiến, rồi anh Hòa, nói chung là dân dân mấy anh về chơi là cũng động viên cho tụi em để mướn đất để làm. Có chỗ đặng mà sau này hết bệnh dịch, em cũng trông cho hết bệnh dịch đó. Thì cả nhà về chơi có chỗ mình nghỉ ngơi đâu có cá mắm rồi mình bắt ăn cũng được. Cái hầm này thì cũng cảm ơn má hai với ba hai rất là nhiều. Má hai với ba hai cũng ủng hộ cho 300 đô để mua cá mình thả vô cả nhà ơi. Thì cá cha thì hiện tại bây giờ thì cũng đang dò dò kiếm mua cá bự thả luôn. Rồi cá có bự quá nó lâu nổi mình mua đủ thứ cá thả xuống luôn. Tây tượng, cá chấm cỏ, cá mè trắng rồi đó. Nói chung thì mình cứ đổ đại xuống đi. Cái hầm cũng sâu mà cũng bự mà. Đổ đại xuống có ăn. Ở trên nó kiếm vài con gà mái vô đây. Cái mình nổ bậy nè. Thì có thịt gà ăn. Về kiếm bậy vài con vịt xiêm nuôi. Anh em Trung Hùng ra vô đây làm cả nhà. Không chỗ mùa mưa mùa gió đâu mình có chòi có chạy đồ nấu nướng đồ nghỉ ngơi cũng khỏe lắm. Lấy cái giò trắng xuống rồi có lỗ rồi ha. Lấy cái này chắc nữa chắc cắt ra anh em người vô đây ở từng từng quá chia ra vô ở nha. Nuôi gà nuôi vịt rồi đó chia ra ở nha. Chi ngủ bằng đêm bằng ngày đỡ này rồi. Vỡ nó đi hồi lụm luôn. Đủ không? Bộ nó đủ không? Cục quá cục rồi ta. Bộ nó cục quá cục rồi. Cấm bờ cái hơi trong bờ. Chắc hơi trong này nè, gắn hơi trong mé này nữa nó nở nhảy ra cái gì đó là sợ. Cái này cục quá. Trời chết nữa. Cục quá. Cục quá đưa vô cho gặp mé bờ đi cho coi. Có hết nó ngang luôn á. Chỗ mình nó một giới. Làm gì vậy? Cho đây. Đây là tới. Xuống này nó không ổng đấy, dài cho một coi. Hai thước. Mấy nhấn xuống thì sâu rồi mới lắp đất lại rồi lắp đất lại. Cái này có bóp bán chứ quê bán ngon trời, cái này 40.000 ký trời. Màu 10.000 ký. Được rồi. Tắm mát của anh Tiến ơi. Nằm ơi, bà ơi. Giải ông trời ơi, ông trời ơi, cho hết bệnh dịch đi ông trời ơi. Thấy giờ quá trời à. Rồi sâu. Sĩ kêu cái vậy đó. Chồng đi đó, nước quá trời nó sâu con súng nó hơi cục á cả nhà. Lúc hết trơn rồi. Còn nhiêu bụi nữa anh ba? Ủa, màu sắc của nó.
nửa tháng sau, 22 nửa tháng, 1 tháng sau bịch hù hết trơn luôn. Chồng chưa thấy. Rồi rồi rồi. Cái này vừa đậm quá ha. Tôi muốn này là nắng lên cá ở đó. Súng. Súng rồi nè, thì kia đó. Nắng lên cơm. Ba lá. Ở đây nó không xong rồi, nó ngoài. Ở đây khúc này mới xong rồi. Chỗ đó đó. Vừa thấy không? Hai mũi nó là vừa rồi. Xích xích cho đầu này bữa của anh. Đấy. Xích dương ba xích là đây nè. Né né nữa cho đừng vừa chạy cái chạy á. Lại coi cái bọng luôn anh đây. Cái này ha, mới mới này ha, thôi thả con cá mà Vinh nó vô, cái mẹ Vinh nó vô cho mà coi. Đâu. Nửa tháng nữa. Tháng nữa nè, nó vậy chứ không lâu. Tháng nữa sáng mình vô mình vừa quay một cái không xuống nổi đó về chứ. Không bình thường mà. Có chảy nước cho vô. Cho vô vào bữa ha, hồi nãy lại. Em nó đắt nó lại. Ơi có bờ đất này bự nó cao hứa ta. Bưng này liền đó thôi. Sốc nè, sốc cao nặng luôn. Đó. Bưng dục chung có bự nữa. Trời ơi. Cái này tại đất nó lung chứ mà nó lúng quá múc không có đẹp không cả nhà. Nguyên bờ luôn rồi, nguyên khu luôn. Được rồi. Bỏ lại đi, cậy đi. Nguyên khu rồi, múc cái gì vậy? Khu này cho anh thoát cái gì lắm rồi. Khu này nghỉ trưa vậy vô. Múc lộn cái gì nè. Vâng, chỗ đó nó cũng muốn sạc nên nó không múc cái gì đó. Hoàn thành một sứ mệnh nữa rồi cả nhà ơi. Bây giờ là bông súng nó cũng đã hoàn thành dưới cái hầm. Vui gì ví dụ lặn đất ba hai lắm tứ ngày chân á. Đi dính đất, cốt đất rồi đi lặn đất thôi. Những cái thùng á. À, cũng thay mặt anh em xin cảm ơn hai lúa rất nhiều nha. Cho bông súng anh em để gậy trồng trong cái hầm này thêm nha. Không. Đi sắn đó. Như cái tivi 24 bên nè. Bây giờ thì cái mô hình này bây giờ để cho nó khô, anh em sẽ vô xới, xới rồi đặng mình bắt clip cái nào trồng rau, trồng rau, cái nào trồng mà bầu bí gì đó muốn trồng thì trồng anh ơi. Chủ yếu là đợi cho đất ngoài đó nó khô. Đặng làm cái chòi. Xong rồi anh em sẽ tiếp tục. Thôi giờ rồi. Lên đi anh em ơi. Lên đi anh ba ơi. Bứng canh cũng hay trời. Bứng canh hay ghê hả? Cường đi xịt thuốc.
Dài dài, dài vô cả nhà ơi. Trồng mấy ở trên này nữa, trồng mấy 2 thằng mít hay sao Dung ba? Đâu nổi. Thôi giờ cũng chiều rồi cả nhà ơi. Em cũng xin kết thúc clip này cả nhà ơi. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nghe. Hẹn cả nhà gặp lại một tháng sau nữa bọn súng này mình với hầm đầy bịch luôn nghe cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye mấy anh em. Bye.